Xin chào các bạn. Trả lời phỏng vấn Newsweek, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7 tháng 10 cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với hậu quả nguy hiểm nếu tiếp tục tăng viện trợ quân sự cho Ukraine thay vì ủng hộ một giải pháp do Nga đề xuất. Trong đó, Moscow sẽ tiếp quản các vùng lãnh thổ Ukraine. Washington và các đồng minh NATO cung cấp hỗ trợ chính trị, quân sự và tài chính cho Kiev để cuộc chiến tiếp tục. Họ đang thảo luận về việc cho phép quân đội Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Đùa với lửa theo cách này có thể dẫn đến hậu quả nguy hiểm, Ngoại trưởng Lavrov nói. Ông cũng nêu rõ, Nga sẵn sàng chấp nhận một giải pháp chính trị ngoại giao nhằm loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng này, nhằm mục đích chấm dứt xung đột hơn là đạt được lệnh ngừng bắn. Nhà ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh, tình hình thực tế để giải quyết xung đột ở Ukraine đã thay đổi đáng kể kể từ năm 2022, bao gồm cả về mặt pháp lý. Thỏa thuận Istanbul được các phái đoàn Nga và Ukraine ký kế kết vào ngày 29 tháng 3 năm 2012 có thể làm cơ sở cho việc giải quyết xung đột. Thỏa thuận yêu cầu Ukraine không được gia nhập NATO và cũng bao gồm các đảm bảo an ninh cho Ukraine và thừa nhận thực tế, thực tế tại thời điểm đó. Sau hơn 2 năm, những thực tế này đã thay đổi đáng kể, kể cả về mặt pháp lý, ông cho biết. Ngay nhiều lần tuyên bố luôn để ngỏ đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine, nhưng phải dựa trên tình hình thực địa. Trong đó có việc Kiev phải công nhận 4 tỉnh gồm Luhansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson đã sắp nhập vào Nga. Tuy nhiên đến nay, Kiev cương quyết không nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Xung đột Ukraine có thể kết thúc trong vòng 15 ngày. Trong một diễn biến liên quan, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell nhận định Ukraine có thể thua Nga và xung đột sẽ chấm dứt sau 15 ngày nếu phương Tây ngừng cấp vũ khí cho Kiev. Nếu chúng ta ngừng hỗ trợ Ukraine, xung đột sẽ kết thúc sau 15 ngày và Nga sẽ đạt được mục tiêu, nhưng chúng ta có muốn điều này cho người Ukraine và cho an ninh của chính chúng ta với tư cách là người châu Âu không? Ông Joseph Borrell ngày 7 tháng 10 bình luận. Ông nhấn mạnh điều quan trọng là xung đột kết thúc như thế nào, chứ không phải khi nào. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU, một người ủng hộ Kiev nữa thêm, chúng ta phải làm mọi thứ để có thể đảm bảo rằng khi thời điểm đến, các cuộc đàm phán có thể được tổ chức với những điều kiện có lợi cho chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trước đó, ông tuyên bố EU sẽ hỗ trợ Ukraine bằng mọi cách miễn là cần thiết. Ông Borrell sẽ hết nhiệm sở vào cuối mùa thu này và cựu Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, người đề xuất các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Moscow sẽ kế nhiệm. Cảnh báo của ông Borrell đưa ra dưới lúc Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường Ukraine với bước tiến đáng chú ý gần đây nhất là việc kiểm soát thành trì Vuleda ở miền đông Ukraine. Giới chức Ukraine nhiều lần đổ lỗi rằng việc các đồng minh, đối tác phương Tây chậm chế và do dự viện trợ vũ khí khiến cho kép chịu tổn thất lớn trong cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang ra sức vận động phương Tây tăng tốc và tăng quy mô viện trợ quân sự trước thêm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào đầu tháng tới. Kiev lo ngại một sự thay đổi về chính quyền của Mỹ có thể ảnh hưởng đến chính sách hỗ trợ của Washington dành cho Ukraine. Điều phương Tây không muốn nói ra về Ukraine Nhà phân tích Rosa thuộc tạp chí Alvin của Costa cho rằng ở phương Tây không ai muốn lớn tiếng về việc Ukraine mất lãnh thổ trong bối cảnh họ vẫn đổ nguồn lực vào hô đen Ukraine. Theo tạp chí này, Tổng thống Ukraine gần đây đã có chuyến công du Mỹ gây quý cho nỗ lực chiến tranh, nhưng chủ yếu ông đã cố gắng phát thảo chiến lược của mình về làm thế nào để đánh bại Nga. Ông đã gặp Tổng thống Biden, Phó Tổng thống Harris cũng như là cựu Tổng thống Trump để trình bày kế hoạch giành chiến thắng của mình. Ông trở về nước với thêm 8 tỷ đô la nhưng không được chấp thuận sử dụng các hệ thống tầm xa của Mỹ để chống lại Nga. Khi trở về, ông Zelensky thừa nhận rằng tình hình thực địa là vô cùng khó khăn đối với lực lượng của ông. Ông nói trong một bài phát biểu, Báo cáo từ các ngành của chúng tôi cho thấy tình hình đang rất, rất khó khăn. Ứng cử viên Trump, người gọi Zelensky là người bán hàng vĩ đại nhất thế giới, nhận thức được rằng Ukraine thiếu tất cả các nguồn lực cần thiết, người, thiết bị và tiền bạc đang suy giảm. Đó là chiến tranh, mọi thứ được gửi đi đều nhanh chóng bị thiêu hào. Nhưng mặc dù Ukraine dường như đã trở thành một hố đen đối với các nguồn tài nguyên của phương Tây, nhưng dường như không có đồng minh nào có ý định từ bỏ, ít nhất là chưa. EU đã công bố viện trợ bổ sung và nhóm G7 đang lên kế hoạch cho Ukraine vay 50 tỷ đô la trước cuối năm nay. Khoản vay sẽ được đảm bảo từ các quỹ Nga bị tịch thu, hơn 2 phần 3 trong số đó nằm ở EU, do đó sẽ cung cấp 35 tỷ euro. Mặt khác, Nga đang tăng chi tiêu quốc phòng thêm 1 phần 4 vào năm 2025, đạt 6,3% GDP, tỷ lệ cao nhất kể từ chiến tranh lạnh. Tổng chi tiêu quốc phòng sẽ tăng lên 13,5 nghìn tỷ rút, 132 tỷ euro. Tuy nhiên, theo Avers, chỉ tiền thôi là chưa đủ để chiến thắng trong cuộc chiến này bởi có những thứ đơn giản là tiền không thể mua được. Trước hết là về con người. Ukraine đang bắt đầu cạn kiệt người thường xuyên và bây giờ họ đang cố gắng lấp đầy hàng ngũ của mình bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm cả những nỗ lực huy động ngày càng tích cực. Những người Ukraine đã trốn khỏi đất nước mình để tránh bị huy động. Nhưng tiền thậm chí không thể mua được vô số thiết bị vì đơn giản là không đủ. Cụ thể là không còn nhiều thứ để cho đi ở phương Tây. Những tổn thất của Ukraine trong hai năm rưỡi qua có lẽ là bí mật được giữ kiến nhất của cuộc chiến này. Tuy nhiên, điều chắc chắn là số nạn nhân lên tới hàng trăm ngàn. Thiệt hại của Nga chắc cũng rất cao, thậm chí có thể cao hơn. Đây là chủ đề đang được tranh luận gay gắt, nhưng trong bối cảnh tuyên truyền chiến tranh thì rất khó nói thông tin khách quan là gì. Nhưng ngay cả nếu như vậy, thì Nga đơn giản là một quốc gia đông dân hơn, 144 triệu người so với 38 triệu ở Ukraine. Và yếu tố đó chắc chắn đứng về phía họ, mặt khác, Kiev hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu binh sĩ nghiêm trọng ở tiền tuyến, di cư và tham nhũng cũng gây thiệt hại. trong khi nhiều người Ukraine có năng lực đã trốn ra nước ngoài hoặc được hối lộ để tránh vùng chiến sự, các đơn vị quân đội nay chủ yếu bao gồm những người lính rất trẻ hoặc già, nhiều người trong số họ được huấn luyện kém, không có gì ngạc nhiên khi tinh thần được cho là thấp và suy giảm. Nga cũng chịu tổn thất nặng nề, tuy nhiên không giống như Ukraine, nước này có khả năng bù đắp cho những tổn thất này, ngay cả khi không có cuộc động viên. Điện Kremlin vẫn tuyển dụng được hàng trăm nghìn binh sĩ mới, hầu hết đều theo hợp đồng. Mức lương cũng hấp dẫn, trung bình một người lính kiếm được khoảng 54.000 euro mỗi năm. Mức lương trung bình hàng tháng ở Nga thường là khoảng 700 euro, tương đương khoảng 8.400 mỗi năm. Không khó để kết luận rằng mức lương này tương đối dễ dàng thúc đẩy một số người tham gia cuộc chiến. Về trang bị, trái với dự đoán của phương Tây, Nga đã khôi phục được hoàn toàn và thậm chí là tăng số lượng xe tăng và xe bọc thép, hệ thống pháo binh bị hư hỏng hoặc phá hủy. Nga đã định hướng lại được nền kinh tế thời chiến và quá trình đó đã hoàn tất. Chính vì thực tế này mà nhiều người không vội kết thúc chiến tranh bởi vì, theo một cách nào đó, nền kinh tế Nga hoạt động nhờ vào cuộc chiến tích cực mà nước này đang tiến hành ở Ukraine. Đồng thời, pháo binh đang trở thành gót chân Achilles của Ukraine. Đó không còn chỉ là vấn đề về đạn dược vốn khan hiếm bấy lâu này. Theo các báo cáo đáng tin cậy khi nói đến pháo binh, Ukraine hiện nay đông hơn gần như 10 phần 1. Đây là xu hướng tiếp tục phát triển gây bất lợi cho Ukraine, một bước ngoặt đang đến gần khi những thất bại trên thực địa của Ukraine có thể trở nên nhanh hơn nhiều. Đến một lúc nào đó, quân đội Nga sẽ áp đảo họ đến mức toàn bộ, tiến phòng thủ sẽ bắt đầu sụp đổ và khi đó chúng ta sẽ không còn chứng kiến những bước tiến mạnh mẽ này của Nga nữa, nhưng Ukraine có thể bắt đầu mất đi những lãnh thổ rộng lớn. NATO có ông chủ mới. Cựu thủ tướng Hà Lan đã đảm nhận vị trí này và ông đang công bố chiến lược tương tự như người tiền nhiệm. Mọi người đều tuyên bố giống nhau, liên tục hỗ trợ Ukraine vô thời hạn, mặc dù rõ ràng là điều này không thể kéo dài mãi mãi. Mặc dù đồng thời Ukraine nhìn chung đang suy yếu từng ngày, tức là so với Nga, nước này đang trở nên kém cỏi về mặt quân sự. Tạp chí cho rằng phương Tây sẽ sớm đi đến kết luận cay đắng, Ukraine sẽ buộc phải mất lãnh thổ nếu thế giới không sụp đổ trong thế chiến thứ ba. Nhưng không ai muốn nói thẳng về điều đó. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.